Bên này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái kiến thức tiếp theo, đấy chính là về vector trong sinh học. Thông thường khi mà các bạn làm việc với mạng thì các bạn hay sử dụng một cái mạng tĩnh đúng không? Mình cũng có thể sử dụng một cái thằng, đấy chính là thằng vector trong sinh cộng. Thằng vector trong sinh cộng cộng thì nó như là một cái mảng động ấy. Ok, nó có thể thay đổi được kích thước. Nó không có nhất thiết là bạn phải khai báo một cái mạng có kích thước cố định là 100 hay là 1.000 phần tử, mà nó có thể tự động tăng kích thước khi mà bạn thêm các phần tử vào trong cái vector của mình. Thì để mà khai báo một cái vector ở trong ngôn ngữ lập trình sinh cộng ấy, thì cái cú pháp của nó sẽ là như thế này: vector ok, sau đó ở trong này thì nó sẽ là kiểu dữ liệu, và cuối cùng thì là tên tên vector. Ok, đó. Các bạn cứ hiểu cái vector này nó như là một cái mảng động ấy. Tức là nó như là một cái list và nó có thể mở rộng cái kích thước của nó lên mỗi khi mà bạn thêm một cái phần tử vào trong cái vector đấy. Ví dụ bạn muốn dùng một cái vector để lưu cái các phần tử integer ấy, thì khai báo là vector int đặt là t. Ok, thì cái đầu tiên mà các bạn cần phải biết đấy chính là các cái hàm khi mà sử dụng vector. Thì cái hàm đầu tiên ấy, đấy chính là cái hàm mà nó cho phép đẩy một cái phần tử vào vector ấy, nó chính là hàm pushback. Ok, đấy chính là hàm pushback. Ví dụ mình muốn đẩy một cái phần tử có giá trị là 10 vào trong cái vector v này thì mình sẽ là v.pushback 10. Ok, mình đẩy thêm một thằng nữa nhé, pushback 20. Ok, vậy thì khi mà mình đẩy hai cái phần tử vào trong cái vector như thế này ấy, push là đẩy đúng không, back là sau ấy, pushback thì có nghĩa là đẩy về cuối. Thì có mỗi lần mà pushback thì nó lại đẩy cái phần tử mà bạn vừa cho thêm vào ấy, vào cuối vector. Thì sau cái câu lệnh đầu tiên này v.pushback 10 thì nó sẽ cái vector của bạn nó có một phần tử là 10 như thế này. Ok, sau đó thì lại đến một cái câu lệnh tiếp theo là v.pushback 20 ấy, thì khi đó nó đẩy thêm một cái phần tử vào 20 như thế này. Và ban đầu thì cái vector của mình nó rộng đúng không, nó không có phần tử nào, nhưng mà bạn pushback 10 vào thì khi đó cái size, cái kích thước của vector nó tự tăng lên 1, và bạn đẩy 20 vào thì kích thước của nó sẽ tự tăng lên 2. Bây giờ mình mà đẩy thêm pushback 30 vào đây nữa ấy, thì cái cỡ của vector nó sẽ là lên 3. Ví dụ ở đây mình cho là v.pushback 30 chẳng hạn. Ok, thì bây giờ cái vector của mình nó như thế này. Và cái hàm tiếp theo mà các bạn hay dùng đấy chính là hàm size. Đấy chính là cái hàm mà nó cho biết số lượng phần tử, kích thước của vector ấy. Là kích thước của mình đang có bao nhiêu phần tử. Ví dụ như ở đây mình chia ra v.size ấy, thì nó sẽ là 3. Đó. Vậy thì cái này nó rất là tiện đúng không? Bởi vì là bạn không cần phải khai báo cái kích thước cố định của một cái mảng nữa. Trong trường hợp này thì nó sẽ in ra là 3 nhé. Ok, đấy. Và tất nhiên là mình cũng có thể thêm một cái phần tử nữa vào cũng được, thì nó tự khắc nó sẽ tăng cái kích thước của mảng lên 4. Ok, ở đây mình sẽ share ra v.size. Đó. Thì bây giờ cái kích thước của mảng của mình nó lại, à xin lỗi, kích thước của vector của mình nó lại trở thành 4 nhé. Ok, đó. Vậy thì là hai cái hàm đầu tiên, hàm thứ nhất là đẩy một phần tử vào trong vector, và hàm thứ hai thì là mình sẽ lấy về cái số lượng phần tử trong vector, thì là hàm size nhé. Thế còn thằng vector này này, nó là một cái mảng động, thành ra là bạn cũng có thể truy cập các cái phần tử ở trong cái vector này thông qua chỉ số của nó nhé. Ok, là thằng v đúng không? Vậy thì nếu mà bạn truy cập vào thằng 10 thì nó sẽ là v0, 20 nó sẽ là v1, và 30 thì nó sẽ là v2. Đấy. Ví dụ ở đây mình CL ra phần tử đầu tiên trong vector thì nó sẽ là v0 nhé. Ok, thằng vector này nó nằm trong cái thư viện vector thì phải. Ở đây các bạn khai báo cái thư viện list này cho nó đỡ phải nhớ này, còn không thì nó nằm ở trong cái thư viện này thì phải. Đó. Ok, thế còn để mà truy cập qua các phần tử ở trong vector thì bạn có thể sử dụng chỉ số nhé. Thì phần tử đầu tiên trong vector của mình sẽ là 10, và tất nhiên là cái phần tử ở cuối của trong vector của mình nhé, phần tử cuối cùng trong vector của mình thì nó sẽ là, nếu mà cái mảng của mình có n phần tử thì cái chỉ số cuối cùng nó sẽ là n trừ 1 đúng không? Nhưng mà đối với vector ấy thì chỉ số cuối cùng nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là v.size trừ 1. Ok. Ok, đó. Thì đấy chính là cái cách mà bạn truy cập đến chỉ số cuối cùng, à cái phần tử cuối cùng ở trong vector. Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng đấy là hàm back phần tử cuối cùng
cuối cùng trong vector của mình, bạn cũng có thể giá trị, bạn cũng có thể là v chấm bat, thì nó cũng sẽ in ra cái phần tử cuối cùng trong cái vector của mình, hoặc là mình sẽ thông qua cái chỉ số là v chấm size trừ 1 nhé. Đó, thì bạn thấy phần tử đầu tiên là 10 và phần tử cuối cùng trong vector là 40. Ở phần tử cuối cùng thì bạn có thể sử dụng hàm back, ok, hoặc là mình sẽ dùng v chấm size trừ 1 cũng được, thông thường thì mình hay dùng cái ở trên thôi. Đó, cái này thì nó ngắn hơn đúng không, nhìn nó ngắn hơn rồi. Thì đấy chính là cái cách mà khai báo một cái vector này đúng không, cách khai báo một cái vector, cách đẩy các phần tử trong vector, cách mà cái gì nhỉ, lấy về cái kích thước của vector đúng không, và cách truy cập đúng không, access truy cập các phần tử trong vector thông qua chỉ số đúng không. Đó, và tất nhiên là vì cái vector v này ấy, nó như một cái mảng động, thành ra là để mà duyệt các phần tử của nó ấy. Đấy, tiếp theo là mình phải duyệt đúng không, duyệt thì mình sẽ duyệt như thế nào nhỉ, mình sẽ duyệt từ for int bằng 0 y nhỏ hơn v chấm size đúng không, y cộng cộng, bạn duyệt như mảng ấy, ok. Nhưng mà ở đây cái số lượng phần tử của vector thì nó không có sẵn là n, thành ra là mình sẽ sử dụng là v chấm size, và bạn sẽ cl ra vi thì cũng được nhé. Thì đây chính là cái cách mà bạn duyệt cái vector thông qua chỉ số nhé. Duyệt thông qua chỉ số thì nó sẽ là 10, 20 và 30 đúng không? Đấy là cái cách mà duyệt thông qua chỉ số. Hoặc bạn cũng có thể dùng for x cũng được. Ok, cách này cũng được này. For int x hay chấm v. Ok, cl ra v. Xin lỗi, cl ra x. Đây chính là một cái cách nữa để mà duyệt các vector, các phần tử trong vector. Đúng không? Đó, thì nó cũng sẽ là 10, 20 và 30 đúng không? Hoặc một cái cách nó hơi phức tạp hơn một chút, đấy chính là sử dụng iterator. Ở trong C cộng cộng thì nó có một thêm một cái mới so với C, đấy chính là cái iterator. Ví dụ cái mảng, cái vector của bạn này nhá, thì nó có 1 này, 2 này, 3 này, mình cho thêm một cái phần tử nữa là 40 và 50. Giả sử như cái vector của bạn nó đang có 5 phần tử như thế này đúng không? Chỉ số nó sẽ là 0, 1, 2, 3 và 4. Thì hai cái cách duyệt đầu rất là đơn giản đúng không? Đấy là duyệt thông qua index và duyệt duyệt bằng for x. Đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó còn một cái cách nữa, đấy chính là cái cách duyệt bằng iterator. Đó. Cái iterator này thì các bạn có thể hiểu đơn giản, nó chính là nôm na nó là cái con trỏ trỏ đến một cái phần tử nào đó ở trong cái vector của bạn. Ok, và nó có hai cái giá trị đặc biệt, nó chính là cái v.begin, nó chính là phần tử đầu tiên, và v.end, nó chính là cái vị trí đằng sau cái phần tử cuối cùng của bạn. Đó. Thì cái thằng này này nó sẽ là v.begin. Ok. Và thằng này thì nó sẽ là v.end. Đấy, chú ý nhá, end không phải là phần tử cuối cùng đâu. Mà là end là cái phần tử sau cái phần tử cuối cùng của bạn. Thì các bạn cứ hiểu đơn giản cái iterator nó chính là cái con trỏ thông minh đi, nó trỏ đến một cái phần tử nào đó trong cái vector của bạn. Ok. Đó. Và bạn cũng có thể thông qua cái iterator đấy để bạn truy cập vào những cái giá trị của cái giá trị của phần tử mà nó đang trỏ tới ấy, tương tự như là con trỏ ấy. Tức là như thế này. Bạn sẽ khai báo một cái iterator ở đây. Đấy là mình sẽ dùng for này. Vector int 2.2.iterator. Mình đặt là IP nhé, nó sẽ bằng v.begin. Sau đó điều kiện lặp là IP khác v.end. Sau đó là cộng cộng IP. Đó. Sau đó mình sẽ cl ra sao IP. Okay. Đó. Thì đây chính là cái cách mà duyệt bằng iterator này. Bạn sẽ khai báo một cái iterator thuộc cái vector int như thế này nhé. Cái này người ta gọi là toán tử phạm vi. Ok. Đó. Đây chính là cái cách mà khai báo một cái iterator cho cái vector int của bạn. Đó là vector int 2.2.iterator. Mình đặt nó tên là IP và mình đặt khởi tạo cho nó cái giá trị là v.begin, tức là cái iterator trỏ đến phần tử đầu tiên ở trong vector này này. Sau đó thì cái điều kiện lặp của mình là IP khác v.end, tức là nó chưa chạm đến cái phần tử sau phần tử cuối cùng này này. Tức là nó vẫn trỏ vào đây, vào đây, vào đây, vào đây hoặc vào đây này. Ok. Sau đó thì mình có một cái câu lệnh là IP cộng cộng. Thì trong trường hợp IP cộng cộng này thì nó sẽ dịch cái iterator của bạn từng bước một nhé. Ban đầu cái thằng IP nó là ở đây này. Đó, nếu mà IP cộng cộng thì nó sẽ nhảy sang đây, tiếp tục lại sẽ nhảy sang đây và tới khi mà nó gặp IP.end thì nó sẽ dừng, xin lỗi, nó gặp V.end thì nó sẽ dừng.
Ở đây như mình nói, iterator nó như là một cái con trỏ thông minh ấy, thành ra để mà truy cập đến các cái giá trị mà cái iterator đang trỏ tới thì bạn sẽ sử dụng cái toán tử giải tham chiếu, nó chính là dấu sao nhá, chứ đừng treo ra IP như thế này, bạn phải treo ra sao IP thì nó mới ra được cái giá trị mà cái iterator nó đang trỏ tới. Nhưng mà cái cách này thì nó rất là dài đúng không? Đấy. Ok. Thì đấy chính là cái cách sử dụng iterator nhá. Hoặc là bạn cũng có thể dùng auto cũng được. Ok. Auto đấy là for auto IP bằng v.begin. Sau đó là IP khác v.end và cuối cùng chỉ là cộng cộng IP, sau đó bạn cũng CL ra sao IP cũng được. Thì sử dụng auto như thế này thì bạn đỡ phải khai báo lằng nhằng là vector int hay chấm iterator, mình sử dụng luôn auto. Ok. Cái auto này thì nó có thể thay cho rất nhiều thứ nhá, nó có thể thay cho số hoặc là nó có thể thay cho string hoặc nó thay cho các cái iter, mình thường dùng cái auto này để thay cho các cái iterator. Sau này các bạn có thể học thêm set math và nó cũng có iterator giống set với math, thì mình hay dùng cái auto này để thay cho các cái cách mà mình phải khai báo một cái iterator nó dài như thế này ấy, thì mình dùng auto. Đó. Thì đây chính là cái cách dùng auto này. Cái này dùng iterator này, cái này dùng for x, cái này dùng index. Thông thường thì hai cái cách này xử lý nó nhanh hơn này. Ok. Ok, tất nhiên là auto thì nó sẽ chậm hơn so với duyệt bằng index. Được chưa? Nhưng mà ít nhất là các bạn cũng phải biết một chút kiến thức về iterator nhá, bởi vì là sẽ có những cái hàm có sẵn ở trong thư viện SQL ấy mà làm việc với vector, hoặc là sau này khó hơn thì là làm việc với set với map ấy mà nó liên quan đến cái thằng iterator này. Thì ra là các bạn có thể tìm hiểu thêm về iterator ở trong C cộng nhé, để xử lý cho nó để mà thành thạo nó. Ok. Đó. Nhớ là cái iterator trỏ đến phần tử đầu tiên của vector nó sẽ là v.begin, còn trỏ đến phần tử sau, phần tử cuối cùng nó sẽ là v.end nhé. Ok. Đó. Ví dụ nhé, bạn truy cập đến cái thằng 30 này này, bạn có thể thông qua là v2 đúng không? Hoặc là bạn cũng có thể thông qua là sao của v.begin cộng với mấy nhỉ? Cộng với 2. Ok, đó. Cái này là dấu ở ấy nhưng mà nó chuyển thành dấu tròn của mình mất. Đây nhá. Mình bỏ hai cái ở đây, ví dụ mình CL ra cái thằng là v v2 ấy, thì nó sẽ là 30 đúng không? Hoặc là bạn cũng có thể thông qua cái iterator nhá. Iterator nó trỏ đến phần tử đầu tiên ở trong vector của mình nó là v.begin, thì bạn chỉ cần lấy v.begin bạn cộng thêm cái index, ok, thì nó sẽ ra được cái iterator trỏ đến cái index đó. Ví dụ như ở đây của mình là v.begin sau đó cộng thêm 2 đúng không, thì đây nó chính cái v.begin cộng 2 nó sẽ chính là cái iterator nó trỏ đến phần tử thứ hai trong này. Xin lỗi, không phải phần tử thứ hai mà là phần tử có chỉ số 2 ấy. Và bạn dùng toán tử giải tham chiếu để bạn truy cập đến cái giá trị đó. Ở đây mình CL ra là sao của v.begin sau đó là cộng thêm 2. Và mình CL ra là đó. Thì hai thằng này nó sẽ có giá trị là như nhau thôi. Ok. Đó. Thì đấy chính là một cái cách nữa nếu mà bạn muốn dùng iterator để truy cập một cái phần tử nào đó. Rồi, lúc nãy thì mình có cách cách khai báo đúng không? Diệt bằng for each này hoặc là diệt bằng iterator. Đó, thì các bạn tùy chọn nhé, các bạn thích duyệt theo cách nào cũng được. Thông thường thì mình sẽ khai báo một cái vector mà nó không có sẵn các cái phần tử, à xin lỗi, không biết trước cái số lượng phần tử như thế này đúng không? Nhưng mà đôi khi ấy, bạn cũng, tức là ví dụ như đầu bài người ta cho một cái mảng có n phần tử nhưng mà bạn lại không muốn sử dụng mảng mà bạn lại muốn sử dụng vector ấy, thì cũng được. Ok, bạn có thể khai báo là vector int n như thế này, thì trong trường hợp này ấy, có nghĩa là khai báo vector nhá, nhưng mà đã có sẵn rồi, đã có sẵn n phần tử rồi, chỗ kia là dấu ngoặc tròn nhá, không phải là dấu ngoặc vuông đâu. Bạn mà khai báo là v dấu ngoặc vuông n như thế này này thì nó lại là một mảng các cái vector đấy. Ok. Đó. Thì trong trường hợp mà bạn khai báo như thế này ấy, thì nó cũng tương đương với cái cách mà bạn khai báo là int n như thế này đó. Tức là bạn có thể truy cập đến v0 v1 hay là v chấm chấm n trừ 1 được rồi, một cách thoải mái. Ví dụ nhá, người ta cho một cái n là số lượng phần tử của mảng nha. Sau đó là bạn dùng một cái vector để lưu cái mảng integer đấy thay vì mảng số nguyên int ấy cũng được. Thì bạn nhập như thế này thôi. Y cộng cộng đúng không? Sau đó bạn xin cho i. Thì đây chính là cái cách mà bạn nhập
cho nhập một mảng. Ok, trong trường hợp mà bạn muốn lưu là vào vector thay vì là lưu vào một cái mảng. Còn nếu mà bạn không khai báo sẵn cái mảng mình có n phần tử trước như thế này nhé, như thế này này, thì khi mà bạn nhập, ví dụ như người ta cho input là 5, 1, 2, 3, 4, 5, bạn muốn nhập các cái số 1, 2, 3, 4, 5 này và lưu vào trong vector ấy, thì các bạn phải làm như thế này. Đấy là bạn sẽ duyệt từ 1, từ 0 cho tới n, nhưng mà lúc đó bạn sẽ phải dùng một cái biến tạm ở đây. Và bạn nhập giá trị của cái biến tạm này, và sau đó thì bạn mới đẩy cái giá trị của biến tạm này vào trong vector v.pushStart. Ok, x. Đó. Còn nếu mà bạn khai báo là như lúc nãy ấy, là khai báo sẵn một cái mảng, cái vector A có n phần tử, thì mình có thể cin in luôn cho vi được. Thế còn nếu mà bạn khai báo như thế này thì bắt buộc là khi mà nhập từng phần tử một thì bạn sẽ nhập ra một cái biến tạm, sau đó mình mới đẩy nó vào trong vector. Ok, thì tùy các bạn thôi. Đấy, thông thường thì nó có hai cái cách mà khai báo như thế, hai cách khai báo một cái vector như thế. Và nó cũng có, bạn cũng có thể khai báo một cái vector và bạn chỉ định cái số lượng phần tử cho cái vector đấy và cái giá trị ban đầu của tất cả các phần tử trong vector đấy. Ví dụ mình muốn khai báo một cái vector có tên là v có n phần tử và bạn khởi tạo tất cả các cái giá trị ở trong cái vector đấy có giá trị là 100, thì bạn sẽ khai báo như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ duyệt từ 0 cho tới n nhé, sau đó là mình sẽ CA ra VI nhé. Ví dụ như mình nhập là 10, thì bạn thấy là nó đã tạo cho mình một cái vector có 10 phần tử và tất cả các phần tử ở trong cái vector của mình nó đều có giá trị là 100 như thế này. Ok, đấy, nếu mà bạn muốn khởi tạo bằng bao nhiêu thì bạn sẽ truyền cái tham số thứ hai này vào. Ví dụ như bạn muốn khởi tạo bằng 0 thì bạn chỉ cần khai báo như thế này thôi, thì đó tất cả các phần tử ở trong cái vector của mình nó sẽ có giá trị là 0. Ok, và nó có n phần tử. Và tất nhiên là bạn cũng có thể nới rộng cái vector đấy ra nhá. Ok, ví dụ như vậy bạn v.pushBack thêm một cái thằng nữa là thằng 20 đây. Đó. Thì vẫn thoải mái thôi. Vector của mình lại tự mở rộng ra thôi. Đó, thì đấy chính là thêm một cái cách mà khai báo một cái vector nhá. Tất nhiên là nó sẽ còn một vài cái hàm nữa, nhưng mình nghĩ là nó không phổ biến lắm và các bạn cần thì các bạn sẽ phải tìm hiểu thêm. Có ba cách khai báo chính vector như thế nhé, đấy chính là vector int v như thế này, sau đó là hoặc là vector int vn để mà đề pa sẵn n phần tử, hoặc là vector int v n sau đó là value. Đó, thì bạn sẽ khởi tạo tất cả các phần n phần tử của cái vector v đấy có cùng một giá trị là value luôn. Ok. Và tất nhiên là cái vector của bạn nó sẽ có thể lưu được các cái kiểu dữ liệu khác, ví dụ như là long long đúng không? Đấy. Hoặc là string chẳng hạn, ví dụ string chẳng hạn. Ok. Ví dụ mình có một cái vector string nhé. V sau đó mình v.pushStart. Ví dụ như là lập trình chẳng hạn. Ok. Sau đó v.pushStart PSA chẳng hạn. Thì bây giờ mình có thể duyệt qua các phần tử trong cái vector này v.size đúng không? Đấy, và mỗi phần tử trong cái vector này nó lại là một cái string. Đó, thì đấy, các bạn có thể lưu string hoặc là lưu integer hoặc là lưu long long hoặc là thậm chí là lưu một cái vector khác cũng được nhé. Ok, ví dụ như là các bạn mà học về phần lý thuyết đồ thị ấy, thì các bạn sẽ cần phải một cái vector lưu các cái vector đấy. Ok, đó. Thì đấy chính là cái cách mà xử lý vector ở trong lĩnh vực dữ liệu cộng. Cơ bản là nó sẽ có những cái phần như thế. Ví dụ như cái bài toán mà về phần string mình có giới thiệu về cái string stream ấy, để tách các cái từ ở trong cái sâu đấy ra ấy, đúng không? Đó. Thì rõ ràng là sao nhỉ? Các bạn có thể tách các cái từ này và bạn lưu vào trong vector của mình cũng được, sau đó là bạn lưu lại vector rồi bạn xử lý sau như thế nào thì xử lý. Ok, string string đúng không, string tạm ở đây, sau đó là bạn khai báo cho mình một cái vector string này. Đó. Và mỗi lần mà bạn tách được một cái từ ra ấy, thì bạn đẩy nó vào trong cái vector, thế là được. Thì như thế nhá, mình sẽ lưu lại các cái từ ở trong cái sâu ban đầu này này vào trong một cái vector, và tí nữa thì bạn có thể chuẩn hóa hoặc là làm các cái thao tác gì đó trên các cái từ của cái sâu đấy. Đây, ví dụ mình in ra thôi, for string x 2.z mình sẽ cl ra là x. Ok, đó.
thì nó sẽ in ra được từng cái string, à chỗ lỗi mình chưa truyền thằng f vào đây, thì nó sẽ in ra được từng cái phần tử ở trong vector nhá. Ok, ngôn ngữ lập trình Java. Ok, ở đây là mình dùng for each. Ok, dùng for each với vector thì bạn sẽ phải dùng cái kiểu dữ liệu phù hợp đối với mỗi phần tử ở vector đúng không? Vector ở đây dùng string, thành ra là bạn sẽ phải dùng là string x 2.d. Ok, à, thằng vector này còn có gì chú ý nữa nhỉ? Nó chỉ có những cái phần đó thôi. Ok, à, hàm push back này, hàm size này, truy cập những các phần tử thông qua chỉ số thì index hoặc là iterator này, đúng không? Sau đó duyệt thông qua index, duyệt bằng for each và duyệt bằng iterator. No, ok. Mình định nói tiếp cái phần về sắp xếp các phần tử trong vector, nhưng mà có lẽ là mình sẽ để riêng ra cái phần về sắp xếp và tìm kiếm riêng, thì lúc đó mình cũng sẽ nói lại về cái phần các cái cách mà sắp xếp các phần tử trong một cái vector như thế nào. Rồi, ok, thế thì cái phần về vector tạm dừng đây đấy nhé.